là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc Bộ. Hòa Bình là tỉnh có diện tích lớn thứ 29 trong tổng số 63 tỉnh thành của đất nước ta. Với địa hình chủ yếu là núi rừng, xen kẽ là những thung lũng hẹp, ruộng bậc thang, nơi đây vốn được biết đến bởi việc xây dựng thương hiệu du lịch cộng đồng, thu hút khách du lịch tới các điểm như Bản Lác, Mai Châu, Lương Sơn hay Tân Lạc. Nhưng ngày hôm nay, Vùng Cao Du Ký sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một địa điểm mà không phải ai đặt chân đến Hòa Bình cũng biết tới. Đó là một bản làng thuộc xã Bao La, huyện Mai Châu. Giữa một thung lũng lộng gió và mây, những ngôi nhà gỗ ở bản làng này lại tạo nên một nét độc lạ, thơ mộng tại nơi vùng cao xứ Mường. Cái tên bản Ma được gọi bởi cả xóm bị bỏ lại do việc di cư của người dân. Thi thoảng mới có người qua lại. Tuy nhiên, trái ngược với tên gọi kỳ lạ kia lại là một hình ảnh độc đáo như một vùng thảo nguyên. Nằm ở độ cao 900m so với mực nước biển, lại nằm trong khu vực thung lũng, nên một ngày sẽ có nhiều đợt mây và sương tràn xuống bao trùm lên cả bản làng, mang lại một cảm giác rất mờ ảo và ma mị. Phần lớn các ngôi nhà nằm dọc các triền đồi xanh ngát. Đây cũng là hình ảnh thu hút nhiều du khách và phượt thủ đến đây chụp ảnh cũng như trải nghiệm thưởng ngoạn thiên nhiên vùng cao Hòa Bình. Trăm các ngôi nhà được làm bằng gỗ, được khóa cửa kỹ càng, bên trong để nông cụ của người dân phục vụ cho mùa trồng trọt. Những ngôi nhà có thiết kế rất đơn giản, mộc mạc, tương tự nhau, tạo nên vẻ đẹp đồng nhất của một xóm làng. Để lấy ánh sáng tự nhiên vào nhà và chống những động vật xâm nhập, người dân đã nghĩ ra một ý tưởng rất độc đáo, đó là dùng những chai thủy tinh xếp thành hàng sát mặt đất. Với đặc trưng vốn có là một vùng đất phát triển du lịch rất nổi bật, Hòa Bình trong năm 2022 đã đón hơn 2,5 triệu lượt khách tới thăm, đóng góp vào tăng trưởng xã hội và tạo việc làm cho người lao động. Nhưng bên cạnh đó, trong quá trình hội nhập phát triển, công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc vẫn luôn được chú trọng lưu giữ và truyền tiếp từ đời này qua đời khác. Đến với Mai Châu, chúng ta vẫn nhìn thấy hình ảnh các bà, các mẹ người Thái, người Mường miệt mài bên những tấm vải thổ cẩm. Nếp nhà xưa của ông cha để lại vẫn còn đó. Những địa điểm đặc biệt như bản Ma mang vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí, luôn khơi dậy trong con người cảm giác muốn trải nghiệm và khám phá. Hẹn gặp lại khán giả trong những chương trình Vùng Cao Du Ký tiếp theo.